Trân trọng kính chào quý hội thánh. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên. Kính mời hội thánh cùng đọc Thi Thiên thứ 34 câu số 7 có chưa trên tờ chương trình. Chúng ta cùng đọc. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban con một của Ngài đến trần gian này chịu chết đổ huyết ra để cứu chuộc mỗi người chúng con, và chúng con thuộc về Ngài. Cảm tạ Đức Thánh Linh đã giáng lâm khai sinh hội thánh, trong đó có hội thánh truyền giảng phúc âm. Cha ơi, sáng hôm nay chúng con cùng học lời Chúa với đề tài Thiên sứ Đức Giê-hô-va và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con cầu xin Cha Ngài tha thứ những lỗi lầm vi phạm của mỗi chúng con và giúp cho chúng con được dạng dĩ đến gần ngôi ơn phước và tìm được ơn thương xót trong thời giờ này. Xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí mỗi chúng con để chúng con nhận được sự dạy dỗ cho đời sống riêng mình. Trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con thành kính cầu xin. Amen. Kính mời Thánh an tọa. Kính thưa ông bà anh chị em, câu hỏi mà nhiều người thường hỏi là có thiên sứ hay là không có thiên sứ? Và nếu như nói rằng có thiên sứ thì làm sao mà biết được? Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Từ sách thứ nhất là Sáng Thế Ký cho đến sách cuối cùng là Khải Huyền đều có đề cập đến thiên sứ. Và trong quyển sách cổ xưa nhất mà các nhà thần học giải kinh, họ đều công nhận đó là sách Gióp trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong đó có những lời mà Đức Chúa Trời đã hỏi Gióp. Gióp 38 câu thứ 4, Chúa hỏi: con ở đâu khi ta đặt nền móng trái đất? Nếu con thông sáng, hãy cho ta biết. Và trong đoạn 38 câu 7 thì Chúa hỏi: khi các sao mai hợp ca và các thiên thần reo mừng. Câu kinh thánh này có cái dấu hỏi ở phía sau, nếu mà chúng ta chịu khó nhìn vào, có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn hỏi Gióp ơi, con có biết là sao mai hợp ca và các thiên thần reo mừng hay không? Các thiên thần hòa ca một lần nữa trong Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta biết rằng Phúc âm Luca chương 2 câu thứ 13, Kinh Thánh chép rằng bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân ban cho người. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà Kinh Thánh cho biết rằng tất cả được dựng nên bởi Ngài, không gì được dựng nên mà không do Ngài. Vì mọi sự vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay là vô hình, đều được sáng tạo trong Ngài. Thi Thiên 103 câu 20-21 chép rằng: hỡi các thiên sứ Ngài là các vị quyền năng dũng mãnh, làm theo đường lối Ngài và nghe theo tiếng phán của Ngài, hãy ca tụng Chúa. Kinh Thánh thường đề cập đến nhiều tên gọi khác nhau của thiên sứ. Trong số đó có một tên gọi là Thiên sứ Đức Giê-hô-va.
Đây là một vị thiên sứ xuất hiện trong Cựu Ước lẫn Tân Ước. Thưa Hội Thánh, bài học hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất, tên gọi và công tác của các thiên sứ. Thứ hai, Thiên sứ Đức Giê-hô-va và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ ngữ thiên sứ trong tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp đều có nghĩa là sứ giả. Thiên sứ là các thứ sứ giả hay là tôi tớ trên trời của Đức Chúa Trời. Từ thuở ban đầu trong sự sáng tạo, Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời nhìn mọi sự vật mà Ngài dựng nên và thấy là rất tốt lành. Trong đó có các thiên sứ đều tốt đẹp và thánh khiết. Thi Thiên 148 cho biết: Hỡi tất cả thiên sứ, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi cả thiên binh, hãy ca ngợi Ngài. Nguyện tất cả đều ca ngợi danh Chúa, vì cớ Ngài ra lệnh thì chúng liền được tạo nên. Thiên sứ được Đức Chúa Trời ban cho quyền phép và sự tự do lựa chọn. Do đó mà có nhiều thiên sứ đã tham gia vào cuộc giấy loạn của Satan. Họ đã từ bỏ vị trí ban đầu, vốn là những tôi tớ của Đức Chúa Trời. Cũng vì điều đó mà đánh mất đi cương vị của mình là tôi tớ phục vụ Đức Chúa Trời trên trời. Khải Huyền đoạn 12 câu 9 cho biết rằng: Con rồng lớn, tức là con rắn xưa, được gọi là quỷ vương và Satan, là kẻ lừa gạt tất cả dân cư thế gian, bị quăng xuống đất cùng với các thiên sứ của nó. Kinh Thánh có đề cập đến thiên sứ thiện và thiên sứ ác. Thiên sứ thiện là một đạo quân đông đảo. Trong số đó có hai vị thiên sứ được nhắc đến tên. Thứ nhất là Mikael, được gọi là thiên sứ trưởng. Daniel đoạn 12 câu 1 chép rằng: Lúc bấy giờ, Mikael, thiên sứ bảo vệ dân ngươi, sẽ can thiệp. Và sách Khải Huyền cho biết rằng có một cuộc chiến tranh bùng nổ trên trời. Mikael và các thiên sứ mình tiến công con rồng. Con rồng và các thiên sứ nó đánh lại nhưng không thắng nổi, nên đã mất chỗ đứng trên trời. Vị thiên sứ thứ hai có tên là Gabriel. Daniel đoạn 9 câu 21, Kinh Thánh chép rằng thiên sứ giải thích: Daniel, ta đến đây để giúp ngươi hiểu rõ lời tiên tri. Ngay khi ngươi khởi sự cầu xin, Đức Chúa Trời đã đáp lời ngươi, và ta đến để loan báo, vì Ngài rất yêu quý ngươi. Và một câu Kinh Thánh nữa là trong Phúc Âm Luca đoạn 1 câu 26, Kinh Thánh cho biết vào tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth thuộc miền Galilee, gặp một người trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Joseph thuộc gia tộc David, và trinh nữ này tên là Mary. Thiên sứ Gabriel đến báo tin cho bà Mary biết trước là bà sẽ mang thai hài nhi Giê-xu. Kinh Thánh cho chúng ta thấy các thiên sứ được phân chia theo cấp bậc. Mikael được gọi là thiên sứ trưởng. Ngoài ra còn có các Seraphim, Cherubim, những thiên sứ có quyền năng và cai quản muôn vàng thiên sứ phục vụ. Thiên sứ là những hữu thể thuộc về linh giới. Thiên sứ thiện thực thi ý muốn của Đức Chúa Trời.
Bây giờ chúng ta xin trở lại với phần Kinh Thánh của sách Xuất Ép Tô Ký chương 23. Và chúng ta chú ý từ câu 20 đến câu 23 cho thấy công tác của Thiên Sứ Đức Giê-hô-va. Câu 20 chép rằng: Ta sai một thiên sứ đi trước các ngươi để bảo vệ các ngươi dọc đường và đem các ngươi vào xứ ta đã chuẩn bị. Câu này cho thấy thiên sứ đi trước bảo vệ dân Israel, dẫn dắt họ để đem họ vào đất hứa. Tiếp theo là câu 21: Phải chú ý vâng theo lời thiên sứ dạy bảo, đừng phản nghịch chống lại thiên sứ. Thiên sứ sẽ không tha thứ tội phản nghịch đâu, vì danh ta ở trong thiên sứ. Điều này cho chúng ta thấy là thiên sứ đến với dân sự là để dạy bảo. Và vị thiên sứ này đặc biệt là có danh của Đức Giê-hô-va ở trong, cho nên Kinh Thánh có khi gọi là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, mà cũng có khi gọi là thiên sứ Đức Giê-hô-va. Câu 22 thì chép rằng: Nếu các ngươi cẩn thận nghe lời thiên sứ và làm theo mọi điều ta phán dặn, ta sẽ chống nghịch kẻ thù của các ngươi và chống đối những kẻ chống đối các ngươi. Khi mà những người Israel biết cẩn thận vâng lời và làm theo lời phán dặn, thì thiên sứ ở với họ sẽ chiến đấu với kẻ thù nghịch và kẻ chống đối Israel. Câu 23: Thiên sứ ta sẽ đi trước các ngươi và đem các ngươi vào đất của các dân Amorit, Hethit, Perizzit, Hevit và Jebusit ở Canaan, và ta sẽ quét sạch chúng nó. Câu 23 này cho thấy thiên sứ sẽ đi trước và quét sạch các dân ở những nơi ở trong đất hứa để đem người Israel vào sống ở trong đó. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có nhiều câu chuyện cho thấy sự xuất hiện của thiên sứ. Có rất nhiều, nhưng mà tôi chỉ chọn một hai câu chuyện thôi. Các quan sát đoạn 13 câu 17 đến câu 18 chép rằng: Manoa lại thưa cùng thiên sứ Đức Giê-hô-va rằng: Danh ông là chi để chúng tôi tôn trọng ông? Vì khi lời ông phán được ứng nghiệm, thiên sứ Đức Giê-hô-va đáp rằng: Sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm kỳ diệu. Đây là câu chuyện cha mẹ của Samson được thiên sứ báo tin về sự ra đời của ông. Và trong câu Kinh Thánh này thì có đề cập đến danh kỳ diệu. Trong Tiên tri Ê-sai đoạn 9 câu 5, Kinh Thánh chép rằng: Vì có một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, chúng ta đã được ban cho một con trai. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài. Tên Ngài sẽ được xưng là Đấng Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Bây giờ tôi xin được phép để trình bày về Kinh Thánh Tân Ước nói về thiên sứ. Trong sách Hebrew đoạn 1 câu 7 chép rằng: Khi nói về thiên sứ, Ngài bảo: Ngài sáng tạo các thiên sứ như gió và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa. Các thiên sứ thì họ trông thấy mặt Chúa. Điều này được Chúa Giê-xu tiết lộ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 10. Và Chúa nói rằng: Hãy cẩn thận, đừng khinh dễ một người nào trong những người bé mọn này. Vì ta bảo các con, thiên sứ của chúng ở trên trời hằng thấy mặt cha ta ở trên trời. Thiên sứ sống ở thiên đàng và thiên sứ không có kết hôn. Chúa Giê-xu giải thích:
Vì trong ngày sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, gả chồng, nhưng sẽ như thiên sứ trên trời. Và một điều nữa là người ta thì không được phép thờ phượng thiên sứ. Điều này được chép trong sách Khải Huyền. Khi mà sứ đồ Giăng gặp thiên sứ, và thiên sứ nói với ông rằng: hãy viết phước cho những người được mời dự tiệc cưới chiên con. Thiên sứ nói tiếp: đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi liền quỳ xuống dưới chân thiên sứ để thờ lại người. Nhưng người bảo tôi: đừng làm như vậy. Tôi chỉ là bạn tôi tớ với anh và với các anh chị em của anh, là những người giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng về Đức Chúa Giêsu là tinh thần của các lời tiên tri. Điều tiếp theo là thiên sứ có thể hiện ra trong hình dáng loài người. Sách Hebrew nhắc nhở người tín hữu rằng: anh chị em đừng quên tiếp đãi khách lạ. Nhờ đó có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Và thiên sứ đối với cơ đốc nhân thì như thế nào? Hebrew đoạn 1 câu 13-14 chép rằng: có bao giờ Đức Chúa Trời phán bảo một thiên sứ: con hãy ngồi bên phải ta cho đến khi ta bắt các kẻ thù con làm dưới bệ chân con? Há không phải tất cả các thiên sứ là các thần phục vụ được sai đi hầu việc những người sẽ được thừa hưởng ơn cứu rỗi sao? Như vậy là thiên sứ là các thần phục vụ được Đức Chúa Trời sai đi hầu việc những người sẽ được thừa hưởng ơn cứu rỗi. Những người đó là ai? Đó là những người trải qua các đời đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, được tái sanh và có Thánh Linh ấn chứng. Bây giờ tôi xin thưa với hội thánh về thiên sứ Đức Giê-hô-va và Chúa Cứu Thế Giêsu. Có một số nhà thần học lúc xưa, họ giải thích Kinh Thánh rằng thiên sứ của Đức Giê-hô-va là hình trạng tiền nhập thể của Chúa Giêsu Christ. Hay nói một cái câu dễ hiểu đó là: có vài nơi trong Cựu Ước Chúa Giêsu đã lấy hình thiên sứ hiện ra trong hình thể con người. Điều này hoàn toàn không đúng. Cái điều mà những người thần học ngày xưa đó họ nói rằng Chúa Giêsu là lấy cái hình thiên sứ hiện ra trong thân thể con người. Một lần nữa tôi nhắc lại vì câu này rất quan trọng. Điều này hoàn toàn không đúng. Vì trong hơn 3 năm thi hành chức vụ, Chúa Giêsu nhiều lần đã làm chứng về Ngài. Và trong một lần, ông giáo sư Nicodem đến với Chúa Giêsu thì Ngài nói với Nicodem rằng: tôi nói những việc dưới đất mà ông còn chưa tin, huống chi là những việc trên trời thì làm sao mà tin được? Ông ơi, chưa có ai từng lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, tức con người. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu khi Ngài ở trần gian này, Ngài thường xưng danh của Ngài là con người. Khi Philip hỏi về Cha, thì Đức Chúa Giêsu đáp rằng: người nào thấy ta là đã thấy Cha, và Ngài phán ta với Cha là một. Điều tiếp theo là các thiên sứ sẽ đến với đấng Christ khi Ngài tái lâm. Matthew đoạn 24 câu 30-31 Kinh Thánh chép rằng: bấy giờ điềm của con người sẽ xuất hiện trên bầu trời. Tất cả các dân tộc trên đất sẽ than khóc khi thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. Ngài sẽ sai các thiên sứ thổi kèn vang dội,
tập hợp những người được chọn khắp bốn phương, từ chân trời này đến phương trời kia. Tóm lại, thiên sứ là tạo vật từ ban đầu của Đức Chúa Trời được dựng nên để phục vụ. Còn Chúa Cứu Thế Giê-xu là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Con, Ngài có thần tánh, và Ngài là con người, Ngài mang nhân tánh. Và một điều mà tôi học được, tôi đọc Kinh Thánh rất là nhiều lần, từ trang đầu đến trang cuối, không có một chỗ nào trong Kinh Thánh chép là thiên sứ của Đức Giê-hô-va là Chúa Cứu Thế Giê-xu, không có câu đó hoàn toàn. Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là đấng sống, được xưng là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Sứ đồ Phao-lô cho biết ở trong thư Philip đoạn 2, từ câu 6 đến câu 11, Kinh Thánh chép rằng Ngài vốn có bản thể của Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. Nhưng chính Ngài tự bỏ mình, mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu, để khi nghe đến danh của Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Kính thưa Hội Thánh, tôi xin được phép trở lại với câu hỏi lúc ban đầu. Câu hỏi mà nhiều người thường hỏi là có thiên sứ hay là không có? Và nếu như có thì làm sao biết được? Và câu trả lời của Kinh Thánh rất là rõ ràng, có thiên sứ. Nhưng mà thấy được thiên sứ hay không? Điều đó là việc của Đức Chúa Trời ban cho con người, chứ không phải là người ta muốn thấy thiên sứ là thấy được. Chúng ta cần phải rất thận trọng khi nói về thiên sứ, vì ngày nay con người học thức rất là cao, mà có một điều họ không biết là ngày nay có rất nhiều thiên sứ giả mạo. Chính quỷ Satan, tức là thiên sứ ác, giả dạng thành thiên sứ sáng láng. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 câu 14 chép rằng điều này không lạ gì, chính quỷ Satan cũng thường ngụy trang thành thiên sứ sáng láng. Thương bạn chị em, đối với mỗi người chúng ta là những người còn đang sống, thì câu Kinh Thánh Thi Thiên 34 câu 7 cho biết thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Một vài tín hữu đã hỏi tôi: ông mục sư ơi, cái chữ đóng lại mà bản dịch mới thì viết là đóng trại, như vậy thì đóng lại với đóng trại, cái câu nào đúng? Thật ra hai câu này đều đúng hết, vì đóng lại hay đóng trại thì đều có nghĩa là thiên sứ đang ở với mình. Vậy nếu mà thiên sứ không đóng lại hay là không đóng trại để giải cứu thì sao? Theo ông bà nghĩ, nếu mà mình không có thiên sứ đóng lại chung quanh hay là đóng trại chung quanh thì mình sẽ như thế nào? Theo tôi thì chết là cái chắc. Và điều này cũng thật rất tốt lành theo ý muốn thánh của Đức Chúa Trời, vì cát bụi về với cát bụi và tâm linh trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Thưa ông bà anh chị em, khi tôi soạn Kinh Thánh đến đây thì tôi thấy dừng lại được rồi.
Nhưng mà sáng hôm nay khi tôi ngồi uống cà phê thì tôi được Chúa nhắc nhở là những người mà họ không tin đó, thì bây giờ con nói cái chuyện gì mà cho họ nghe để họ có thể tin. Và Chúa nhắc cho tôi một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện này kể có một anh chàng thanh niên đó đã tới tuổi cập kê rồi. Và cha mẹ thì rất là thương anh này, tại vì anh này luôn luôn quấn quýt với mẹ ở trong gia đình. Thế thì cha mới nói với anh là: con ơi, hồi đó cha cưới mẹ con nó tuyệt vời lắm, thôi bây giờ con về quê ngoại đó kiếm vợ đó đi. Và anh thanh niên này vâng lời cha mẹ mình, xách ba lô đi. Ngày xưa thì đi bộ. Và anh đi thì đến một bìa rừng thì trời đã tối rồi. Anh tìm một cái tảng đá, anh nằm, anh gối đầu, anh ngủ. Anh này dạng lắm à, ngủ bìa rừng chơi vậy đó. Nhưng mà nửa đêm thì anh thấy có một giấc chiêm bao. Tại cái nơi mà anh ngủ đó thì thấy một cái thang bắt từ dưới đất lên trời. Và có thiên sứ đi lên đi xuống rất là sáng lang. Ồ, sáng hôm sau anh dậy rồi, anh nhớ cái điềm chiêm bao, thì anh liền đặt tên cho cái chỗ đó là Bê Tên, có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Rồi anh đến cái nơi quê hương của mẹ mình, và anh đã cưới vợ, lập gia đình ở đó. 20 năm sau thì anh trở nên một người rất là giàu có. Bây giờ anh đưa cả vợ, cả con, đầy tớ, gia súc của mình để trở về quê hương nơi mà anh đã ra đi. Và trên đường mà anh trở về quê hương thì vào một cái đêm tối anh đương không ngủ được. Anh đi lòng vòng để coi đàn gia súc với lại gia đình của mình như thế nào. Thì có một người nam đến với anh và nói chuyện với anh, thì anh này nghĩ là người này chắc là thiên sứ rồi. Và anh ôm người đó lại, và thế là hai người vật lộn với nhau. Anh rất là mạnh và thiên sứ bằng cách nào cũng không có rứt ra được. Cuối cùng thì vị thiên sứ này thấy trời gần sáng rồi, đập vô cái ba sườn anh một cái là cái ba sườn nó bị gãy luôn. Anh phải đi cà dẹo luôn. Và thiên sứ nói rằng: ồ, trước đó thì anh nói rằng tôi không có để cho ông đi đâu, tôi biết ông là thiên sứ, ông phải chúc phước cho tôi mới cho ông đi. Và thiên sứ hỏi: anh tên gì? Tôi tên là Gia-cốp. Gia-cốp hả? Dẹp đi, bây giờ đặt lại tên anh là Israel. Tôi xin kể câu chuyện đến đây thôi. Và muốn kết luận với bất cứ ai mà nói rằng không có thiên sứ đó, thì nếu quý vị không tin tôi những gì mà tôi đã trình bày đó, quý vị cứ đến hỏi người Israel đi. Có phải là ông tổ của họ ngày xưa đó bị đánh gãy ba sườn không? Và bây giờ đó thì người Israel không bao giờ ăn cái con vật nào mà bị gãy, không ăn bao giờ ăn cái phía thịt mà có cái xương sườn nữa đó. Tại vì đó là kỷ niệm ông tổ của họ đã vật lộn với thiên sứ. Cảm ơn Chúa. Kính mời hội thánh một lần nữa chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Một lần nữa chúng con kính lại Cha yêu thương ở trên trời của chúng con. Cảm tạ Chúa của Thế Giê-xu đã đến trần gian này và Ngài giảng dạy cho loài người biết về thiên sứ. Đức Thánh Linh ơi, xin soi sáng, Ngài ban cho loài người hiểu được Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Xin giúp mỗi chúng con tin cậy lời Ngài trong Kinh Thánh và có kinh nghiệm thiên sứ luôn bảo vệ mình. Xin Cha ban cho chúng con có sự khôn ngoan để nhận biết đâu là thiên sứ thiện và đâu là thiên sứ ác. Bởi lòng nhân từ xin giúp mỗi chúng con
nghe được tiếng kèn và thiên sứ sẽ thổi trong ngày Chúa Giêsu trở lại. Trong danh Chúa của Thế Giêsu, con thành kính cầu xin. Amen. Kính mời Thánh an tọa.